ghi nhận của trang tin tổng hợp dữ liệu CoinGecko, chính xác là hơn 3,1 nghìn tỷ vào sáng ngày 16 tháng 11, giảm 0,1% so với hôm qua. Trong đó, đồng Bitcoin tiếp tục thống trị thị trường này với giá vượt ngưỡng 90.000 đô la Mỹ. Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng gấp đôi trong năm nay và tăng 30% kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Với kỳ vọng về những chính sách thuận lợi có thể có từ chính quyền Mỹ nhiệm kỳ tới, một số chuyên gia dự báo rằng đồng tiền này còn có thể vượt mốc 100.000 đô la Mỹ vào cuối năm nay. Sự bật mới của thị trường tiền điện tử có thể thu hút sự quan tâm sâu sắc hơn vào việc mã hóa tài sản thế giới thực và các dịch vụ thanh toán dựa trên blockchain. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng cao, trong đó có đồng Bitcoin, chủ yếu do yếu tố đầu cơ và tâm lý thay vì các cơ sở bền vững. Không những thế, vẫn còn một khoảng cách xa giữa thực tế với kỳ vọng về một hành lang chính sách thuận lợi hơn đối với thị trường tiền điện tử ngay tại nước Mỹ này. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, từ California, Mỹ.